Các khán giả có hồi hộp không ạ? Sau chương trình này chúng ta sẽ có khoảng 10 phút để nghỉ, sau đó sẽ tiến hành ra lửa trại ở phía ngoài kia. Ngay gần đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi từ phía sân khấu này, chúng ta đốt sân khấu này xong, xin lỗi, chúng ta đốt từ sân khấu này xong sẽ ra ngoài kia nha các bạn. Chuẩn bị sẵn sàng. Rồi, bây giờ trên tay tôi đã cầm một tờ giấy. Nhưng tờ giấy này không phải là kết quả. Kết quả đang ở dưới kia. Tại sao thấy em chấp nhận đánh đổi khi mà có một lời đề nghị từ đại gia, giống như em đã nói trong phần ứng xử, ý là người đẹp là phải đi với đại gia đúng không? Ủa, đâu đánh đổi đâu anh. À, hồi nãy em không có đánh đổi, nhưng mà em nói là người đẹp là phải sinh ra phải đi với đại gia đúng không? Đúng. Đúng. Đó là một tuyên ngôn. Còn tuyên ngôn của em hồi nãy là gì? Theo phần ứng xử của em. Dạ, cái câu tuyên ngôn của em lúc nãy là dạ, mập, đẹp là được. Rồi, em muốn gửi gắm gì qua việc, thôi khỏi cột đi không, qua việc mà mình mồi mía cho chai dựa ăn. À, em nghĩ cái đó là cái việc tất yếu của con dâu khi mà về ở. Quên cha chồng. Tất yếu của con dâu khi mà về ở với lại gia đình chồng. Thì cái đó là điều đương nhiên mà những cái đàn dâu mà Việt Nam ở Việt Nam đó. Thôi, rút tiếp đi em. Còn em, cảm thấy căng thẳng không? Với ông, vừa rồi. Em thì em thấy là bị đánh quá, em quên, đừng hỏi em. Thí sinh có vẻ hiền lành và nhường nhịn nhất. Chấp nhận chia gia tài và chấp nhận phần thiệt thòi về mình. Em, nếu như thực tế bây giờ tự nhiên trong nhà có một người nhảy vô giành tài sản với gia đình em mà nó cũng ngang trái như vậy, liệu em có quyết tâm giữ toàn bộ tài sản hay là em sẽ vẫn giống như là mình đã xử lý? Nếu như ở ngoài đời thì em sẽ coi cái người đó là đúng thật là con ruột của ba em hay không, em sẽ xét nghiệm ADN để chứng minh điều đó. À, xét nghiệm ADN. Hãy giơ một tràng pháo tay cho cả năm thí sinh của chúng ta nào. Xin mời kết quả. Kết quả. Trên tay tôi là một miếng giấy kính đã được niêm phong. Phần công bố kết quả: Á hậu 2, Á hậu 2 nắm tay nhau đi theo lời đề nghị. Top 3 làm gì, để lại top 4 luôn. Xin mời Á hậu 2 giới thiệu, đó là số báo danh. Rớt hết rồi. Xin chúc mừng Võ Ngọc Tiên. Xin được mời cô Bảo Châu. Xin được mời thầy Mạnh Duy sẽ lên trao giải thưởng dành cho Á hậu 3 băng đeo và cúp. Xin mời. Ôm một cái thấm thiết nào, ôm một cái nào, ôm một cái, rồi. Rồi, tuyệt vời quá, hoa ma quá, rồi được rồi, thả này ra. Rồi, chụp. Rồi, xin mời bạn. Và trong số 4 người của các bạn sẽ có 2 người bước lên vinh quang, và 2 người sẽ không có gì cả.
Chúng tôi xin được mời thí sinh. Chúc mừng cho Á hậu 1. Đó là thí sinh Nguyễn Huỳnh Nhơ. Xin được mời Tư Bảo Châu sẽ lên trao giải thưởng dành cho Á hậu 1. Hoa hậu mùa trước à? Ở đâu ra? Tôi đứng lại, đứng lại đi. Hoa hậu mùa trước. Và xin được mời thầy Hòa An sẽ chuẩn bị. Chúng ta sẽ chúc mừng cho ngôi vị hoa hậu của ngày hôm nay. Đó là thí sinh Võ Thiên Loan. Thì chúng ta sẽ có giải thưởng thêm một chút, đó là tiền mặt động viên các bạn. Và về trường chúng ta sẽ nhận nha. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng lên sân khấu và chụp ảnh với Hoa hậu. Và cùng thi Hoa hậu cùng với chúng ta. Anh đợi anh xuống.